Hello các cụ, hello các anh em. Kính chúc cả nhà mình có một buổi chiều cuối tuần thật sự là nhiều niềm vui, hạnh phúc bên gia đình và bên những người yêu thương. Hôm nay thì bên em mới về một sản phẩm. Đó là một con subwoofer của Pioneer với mã hiệu là IF-V22. Thực sự là tiếng nó rất hay cho nên là chưa lau chùi gì, nhưng em vẫn lao vào để testing trước cho các cụ nghe. Nó sở hữu là 2 bát 16 dòng cân béo nhé, điện 100V, công suất tiêu thụ điện là 50W, đấy là công suất ở cái mức ổn định trung bình. Và toàn bộ các cái cổng căn chỉnh được tín hiệu hay là toàn bộ về cái phần căn chỉnh kỹ thuật nó đều nằm ở bên dưới đây. Các cụ chờ em xíu nhé, để em thay đổi lại cái vị trí setup, sau đó em ngửa lên cho các cụ xem. Rất nặng, tầm 18 cân. Công tắc nguồn này, volume này, cắt tần này, 60, 90 và 140 Hz. Còn cái này là cái đảo pha, cái này chắc là cái đường remote. Còn đây là hai cái cổng khi mà mình cắm aux kết nối tín hiệu vào. Cái này nó là cái công tắc chờ các cụ nhé, bật công tắc này lên là có nghĩa là có tín hiệu thì nó sẽ tự bật, còn nếu tắt cái này đi thì mình phải bật thủ công. Con này thì hàng Nhật 100%, không phải nghĩ nữa. Các cụ nhớ nhé, IF-V22. Thì cái con súp này là nó úp hay ngửa đều ok hết, hoặc là nằm cũng đều ok. Đó, đây là một cái khung ốp lên này, một cái tấm rất là dày đè lên trên tiếp, và có 4 con ốc lục giác bắt đè lên trên. Một số chỗ này nó chảy nhẹ, nhưng về cái vấn đề đề can thì 100.000 tiền đề can cộng thêm mấy tầm khoảng 2 giờ dán hoặc phun sơn lại đẹp long lanh ngay, không phải nghĩ. Bây giờ thì mời các cụ lắng nghe một bản casting luôn nhé. Các cụ nhớ đeo tai phone vào nhé, nghe cho nó phê. Cái tiếng sọc sọc đây là các cái tiếng của các cái đồ nhựa xung quanh đây dùng theo đấy các cụ ạ. Trích qua thông tin thì là cái tần số thấp nhất là 20 Hz và cái tần số cao nhất thì là 140 Hz như các cụ nhé. Đấy, em đang kết nối đường aux với lại cái con rác của Việt KTV DA9. Bây giờ thì đo qua về cái kích thước cho các cụ nghe. Với cái dòng súp này thì các cụ có thể là ghép với lại bộ nghe nhạc cũng được, xem phim cũng được, mà karaoke chiều là tầm 60 nhé, nhìn cả cái kia lên là 60, chiều ngang là 20,5 và một chiều nữa là 40,5, nặng tầm khoảng 17-18 cân. 2 bát 16 nhé các cụ nhé, bát này không cần phải đo mà thôi, cứ đo luôn cho nó chắc cú, anh em đỡ phải hỏi. Phun viên là 17 đi cho nó dễ hiểu, và cái giá thì rất là tốt nha các cụ nhá. Hồi nào mà thiện chí bế em này về thì vui lòng alo cho em theo số điện thoại 0984511460. Em ở Hà Nội và ship toàn quốc và cam kết zin 100% cả gân nha các cụ nhá. Xin tạm biệt ạ.